Xin kính chào tất cả quý vị và các bác. Hôm nay thì em đã có mặt ở một cái quán đồ điện tử cũ cách xa nhà mà em đi hôm trước. Đây có một số cái đầu giải mã này. Nên trước mặt của em đây là lắc men. À, dưới này là Denon. Đây là Cambridge Audio. À, phía dưới nữa có của Maran. Bên ngoài có Onkyo. Đấy. Em sẽ quay một vài con. Đây có một con Primer Primary Nakamichi, âm ly Nakamichi. Và cái Fly Mode DC, con này là cái gì nhỉ bác? V Accessory Power Condition. Con này là cái đẩy à? Hay là gì à? Power chắc là đẩy nhỉ. Đúng rồi. Đây, để em sẽ quay con DAC của thằng Luckman. Thì các bác cũng đã biết là con Luckman lọc giải mã thì có là những con rất là đắt. Thì nó, ôi dồi ôi, nó nặng thế, mười mấy cân, 15 cân rồi. Ôi dồi, nặng quá. Đây, thì em sẽ đi vào thông số cơ bản của nó và ngoại hình của nó. Đây Luckman. Có sữa Luckman thì các bác chơi âm nhạc thì chắc chắn là biết cái logo nó in kiểu này. Luckman USB này, DA Converter này, DA06 này. Đây có các cái nút filter DSD, filter PCM, rồi phase inverse. Đây thì đây là cái thông số hiển của nó. Bản điện tử ở đây thì có display và không display tùy mình. Digital out of mình, các kênh mình chọn các option 1, option 2 rồi cao, rồi các kênh qua USB. Đây, thông số DA06 giá mới là 30 man, tương đương với khoảng tầm 62 triệu Việt Nam đồng, sản xuất năm 2013. Và bây giờ hàng cũ là có giá là 19 man 8 cent, tương đương khoảng tầm 40 triệu, hơn 40 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 6 tháng. Các thông số của nó thì có tần số là 340 kHz và 32 bit chơi nhạc. Đấy, nhạc 32 bit. Có USB, DAC, DSD. Đấy. Có đi phụ kiện đi kèm thì có dây dây chứng minh này, có dây điện này, AC adapter này, các thứ đây. Có thông số ấn suất các thứ đây. Hàng thì về ngoại hình đánh giá mới khoảng tầm 95-98%. Nếu bác lau thêm một tí nữa thì đây ở góc này nó có một tí xước ở đây. Đấy bác, đấy, có một tí xước, người ta đã phải dán cái chèn đây để tránh trường hợp va đập. Đấy, rất là đẹp. Đây, phía dưới một con của Cambridge Audio. Con này là âm ly. Âm ly bình thường thôi. Có rất là nhiều chức năng MP3, CD, Tune, DVD, AUX. Có phone, các thứ là speaker, direct, các thứ, bass chép, volume balance. Rồi, một con ở dưới là Maran USB có đi các thứ SA8004 Victor, các thứ rất là nhiều. Đó. Đây thì có Denon này nè, DNP, em sẽ quay con này trước đi. Denon DNP, con này rất là nhẹ, con này rơi vào tầm 4 cân, 3 đến 4 cân, rất nhẹ. Con này thì rất là tuyệt vời. Network Audio Player, đấy, chơi nhạc từ mạng đấy. Con này có giá là khoảng tầm 6 triệu 2 Việt Nam đồng nhá. Quá đẹp, vẫn còn trong túi bóng, chưa hề sử dụng thì phải. DNP 730RE. Và giá mới của nó là 10 triệu và bây giờ giá cũ nó là hơn 6 triệu, sản xuất năm 2014, bảo hành 3 tháng, các thông tin của nó vẫn còn remote, có dây kết nối, có AC adapter, có dây nguồn, trái chứng minh và hộp các thứ, à không có hộp, à có hộp này hóa gì, hộp này, còn có hộp của nó đấy, rất là tuyệt vời, hơn 6 triệu, quá đẹp, con này vận chuyển nó khoảng tầm mất 1 triệu tiền vận chuyển thôi, là về nơi khoảng tầm 7 triệu rưỡi một con giải mã như thế này. DND
730RE của Denon. Đấy. Thì các bác tham khảo. Bên này thì có gì đây? Cái dàn âm ly dàn mini của Kenwood 5002. Đây cũng là một cái dàn cái âm ly khá là chất của thằng Kenwood. Có công suất là 400W, nó có thể chơi được khá là chất. Một trong những âm ly có thể nói là có tiếng của Kenwood đối với dàn mini. Hay là mấy con em vừa mới quay xong. Đây, bây giờ sẽ đến con này. Primary. Con này khá đắt, có giá là 60 triệu Việt Nam đồng. 100W, 100 decibel. 100W xuất lực nhân với 5, 8 ohm, kênh nhỏ, 5 kênh à. Con này bảo hành 6 tháng, sản xuất năm 2009. Thì vẫn còn giấy chứng minh này, có phụ kiện kết nối và điều khiển. Nó đẹp, đẹp quá nhỉ, có tuyệt vời. Đẹp như mơ. Có giá gần 60 triệu nha bác. Quá đẹp. Còn sang bên này. Đây là em OnQ, vẫn còn trong bọc. CD Tone Line 1, Line 2 Digital. Con này thì là có mã OnQ A-1VL. VL đấy. Có giá của nó là 16.300.000 gì đấy, 400.000 gì đấy. Có bảo hành 3 tháng, sản xuất 2004. À, công suất của nó xuất lực 100W đối với 8 ohm và 150W với 4 ohm. Đấy, có thể là chạy hai điểm trở khác nhau, 8 và 4 ohm. À, tần số của nó thì từ 10Hz đến 60kHz. Có thể hai kênh và 5 kênh. Đấy. Thì có phụ kiện, có dây điện, dây adapter và điều khiển luôn. Giá của nó là ôi giời ơi, nó nặng lắm. Vật rồi, âm ly integrated âm ly này. Con này thì nó nặng. Vật rồi, không dưới 20 cân. Mà 17, 16 triệu mấy rồi, thôi đắt quá, nghỉ. Đây, còn một con của Autophone LMA60. Con này thì nó có giá là 20 triệu đồng. Hàng cũ, hàng mới nó là 40 triệu đồng cơ. Sản xuất 2010. 2010 có công suất xuất lực là 30 đối với 30 và 30. À, 52 và 52 đối với 4 ohm, 30, 30, 8 ohm. Có thể là ra được nhập vào có hộp này, có dây dây chứng minh này, có nguồn và adapter. Đấy, có những phụ kiện đó, nó đẹp, vẫn còn trong bọc, nên chắc dán lại thôi. Nhưng mà dù sao nó vẫn còn đẹp khoảng tầm 95% đến 98%, quá tuyệt vời. Quá đẹp. Trong bên này là mấy em Lucman khác. Lucman LX38 này. Nó giá, ui ôi, giá bây giờ nó 46 triệu. Nó cũng còn đẹp khoảng tầm 95%, rất là đẹp, có bọc tư bóng. Rất đẹp. Sản xuất năm 2000 không biết, không có ghi nha bác. Và LX38 giá là 45 triệu đồng. Có giấy chứng minh, nhớ dây điện và dây nguồn đi kèm. Còn đây này là âm ly Denon PMA-SA11. Thì nó có giá là khoảng tầm 35 triệu. 2004, 120W đối với 8 ohm và 240W cho 4 ohm. Công tần số là từ 5 đến 100kHz. Thì có dây nguồn và dây AC adapter đi cùng, cáp bộ đi cùng. Còn lại là gì đây? Integrate âm ly. Rồi, em sẽ quay tiếp thằng này. Đây là cái thằng gì? Mấy cái này các bác không hỏi lắm nên em cũng không muốn quay vì không đúng với nhu cầu của các bác. Dưới này có một số con Lucman. Rồi Acufae 5000 này. Acufae 5000 có giá là 60 triệu nha bác. 5000 nhá. Nó đắt gấp đôi, gần gấp đôi con 500. P5000. Có giá là khoảng tầm 60 triệu đồng, sản xuất 2002 thôi. Và nó nặng quá, không xoay đằng sau để xem nó có sản xuất ở đâu. Con này thì xuất lực là 200W.
khá kinh. Dưới kia có một cái lắc men nữa, đây một loạt lắc men nữa ấy. Và đây là có một con này là âm ly gì đây, Professional Power à, Power đẩy à, của thằng Thoman. CH1, CH2 này, có giá của nó là khoảng tầm 3,5 triệu. Sức lực từ 100 nó chơi được từ 115V đến 230V à, kinh nhỉ. Để thuyết minh có dây nguồn và đây AC adapter, phụ kiện vẫn còn trong túi bóng, rất là đẹp. Thì em sẽ xem nó thông tin là gì. Đấy, em sẽ đi quay lòng vòng một thố thử cho các bác cùng xem. Trên này có mấy con âm ly đèn đẹp quá, đắt. Đây, Microsoft Austin, giá là khoảng tầm 55 triệu. Một số con đấy, High Quality and High Power, chất lượng cao và công suất cao. Uesugi, sức lực 60 à? Có hộp. Ok, em sẽ tạm thời dừng đi quay đi xem một số thứ đã. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video của em từ đầu đến giờ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.